ca hòa vang khắp trời. Mỗi tờ ngày ấy là lời tha thiết yêu đương, dân dương thành thương, tình đẹp như ngàn đóa hoa hương. Thành của tình anh trong nắng mai là sương long lanh, đường tờ buổi ban đầu rạc rào như dân nguồn sông, ngạt ngào như hoa hồng tươi, tình đầu đẹp như ngàn sao. Em Liên, anh Thanh, tình ta đẹp quá anh. Anh ước mơ tình của ta đẹp như bài nhạc mà anh vừa sáng tác. Phải, bài nhạc ấy là bài nhạc mối tơ, đầu là khúc nhạc yêu đương. Tờ đôi quả tim son mong đắp xây duyên lành, tờ yêu gây thành nhạc qua những ngày loạn lạc. Anh là một kẻ tán cư từ thôn xanh mới về, xa lạ cá tư bè, được nhờ có em đối tượng cho ở đậu dưới trái nhà này cũng qua cơn mưa nắng. Không anh ơi đừng nhắc chi đến ngày binh biến, ngày khói lửa tan thương ai ai cũng đều chịu chung. Anh à, em làm sao quên được trong năm 45 ấy, anh đã dẫn em chạy trốn bom dưới một gầm cầu. Đó chỉ là một việc rất tầm thường trong cơn quốc biên, nhưng sự thông thường ấy đã kết thành một mối tình tươi đẹp của hai ta. Liên! Dạ! Liên! Dạ! Kìa, bác sắp ra đây, để em vào nhà xe với em Yên của anh, nó đang bệnh. Liên! Dạ! Hãy vào sửa soạn đang đi Đà Lạt với bác sĩ Quang của con, dưỡng sức ít bữa. Dạ thưa ba, con không thấy mệt. Không mệt nghĩa là khỏe hả? Dầu khỏe cũng đi, bác sĩ Quang chờ ngoài xe, con súng đã đem qua ly con ra xe rồi. Dạ thưa. Không được cãi, hãy đi. Cậu Thanh ơi. Dạ. Ra tôi báo đây. Dạ thưa bác. Dạ cháu bận cho con Yến em của cháu uống thuốc vì nó bị sưng lá mía quá nặng. Dẹp chuyện đó đi. Bây giờ tôi hỏi cậu, tôi đã cho anh em cậu tá túc trong trái nhà xe tôi mấy tháng nay, sao cậu nói lợi dụng lòng tốt của tôi mà dụ dỗ con Liên hả? Dạ thưa bác, chúng cháu yêu nhau. Để mà uống nước lã, cậu dám bảo rằng tình yêu của cậu là chân thật không? Dạ thưa bác. Khỏi trả lời, vì tôi biết cậu sẽ bảo rằng chân thật. Chân thật cũng có thể, nhưng sự chân thật của cậu khởi đầu bằng lòng ham muốn tiền bạc. Dạ thưa. Khởi đầu cho lòng ham muốn ấy là tính tham. Dạ không. Và khởi đầu cho tính tham ấy là chiếc nhẫn hột xoàn đang đeo trên tay cậu. Trời, không ai tin rằng con Liên cho cậu, mà tôi sẽ thưa cậu về tội ăn cắp. Ăn cắp? Ờ. Kìa, tôi đã kêu sẵn cho cậu cổ xe ngựa để đưa cậu về xứ xa lánh con Liên. Nếu không thì cổ xe ấy sẽ đưa cậu vào nằm yên trong khám về tội ăn cắp của con Liên chiếc cà ra hột xoàn. Nếu cậu không bằng lòng chấm dứt chuyện yêu đương, tôi khuyên cậu hãy chọn lấy một con đường. Và xin bác xót thương cho một mối tình tươi đẹp. Con gái tôi là lá ngọc cành vàng, có ly đậu đài gương soi đến dấu bèo. Cậu nên biết phận mình mà rút trước là hay hơn. Nhưng cháu yêu Liên bằng một tình yêu chân thật. Thôi, tôi muốn cậu viết cho tôi một bức thơ đoạn tình, để cho con Liên nó yên thận đi lấy chồng. Và theo não thơ này cậu hãy chép nguyên văn. Trời, tôi phải viết bức tuyệt thơ theo não thơ của bác. Tôi phải chôn vùi danh dự của tên Thanh. Danh dự của tên Thanh và danh dự của ông Khánh này, cái nào đáng bảo trọng hơn? Cậu viết hay không tùy cậu. Dân, tôi viết đây. Kìa bác, sao bác không đứng đây coi tôi dắt mau tìm lên tờ giấy trắng để chép nguyên văn.
một bức thơ dứt đoạn tơ tình, mà những dòng chữ rung rung sẽ mang theo cay đắng của đời mình. Ta đã vùi dập tên thanh để bảo toàn danh dự của Liên, vì ta là kẻ đê hèn không xứng tình xứng duyên. Anh hai ơi, anh ở đâu, sao em mệt quá rồi, kìa anh viết gì đây mà lệ tràn quen mi, phải chăng họ đuổi mình như em vừa lén nghe. Em yên ơi, đừng biết thêm những cánh tình khốn nạn, hãy theo anh mà lìa bỏ nhà này, đem bài nhạc với cây đàn, anh em mình hãy đi. Anh hai ơi, mình đi đâu đây trong khi em bệnh hoạn, mà ngoài kia mây đen bao phủ cả chân trời. Một trận mưa to sắp ngăn chặn lối đi rồi. Khi ra khỏi trái nhà xe ông Khánh, anh em mình sẽ đụng đầu với ai. Ào ào mưa gió khắp nơi, lệ rơi là giọt nước rơi đầy đường. Anh ơi, anh cõng em đi, như mang theo mình một con chim gãi cánh. Em yên của anh ơi, dù phải chết giữa trời mưa gió, anh cũng dìu em ra khỏi nhà Liên. Anh ơi, sao em mệt quá, chắc có lẽ tại em liên miên bệnh hoạn, rồi anh mãi bận biểu gì em mà không lo làm nên sự nghiệp với đời. Bởi thế cho nên bị ở kinh khi và xua đuổi như vậy, chỉ tại em mà anh phải hy sinh cả mối tình tươi đẹp và một kiếp tài hoa. Anh ơi chớ bận gì em, hãy đi mà lập thân danh với đời. Còn em con của đất trời, nay đã rồi đừng tiếc đừng thương. Em yên. Anh hãy đi đi, em chết. Em yên, em anh... yên. Trời ơi, em đã chết. Anh Thanh ơi, em biểu anh Quang trở lại coi mạch giùm em Yến đi nè. Anh đâu? Liên, sao con trở lại? Dạ thưa ba, xe anh Quang bảy bánh bà. Anh Thanh đi đâu rồi ba? Ai biết. Kìa, cái thơ gì đây? Thơ và chiếc nhẫn hột xoàn. Đưa thơ ba đọc coi nó nói gì đó. Em Liên, dân tắc cho em biết rằng anh đã lường gạt tình em, vì trước kia anh đã yêu cô Sung, người phụ việc của em, và cô ấy đã thọ thai. Trời, anh không thể để lương tâm cắn rứt, nên anh phải ra đi với Sung và gửi trả lại em chiếc nhẫn hột xoàn với lời vĩnh biệt. Trời ơi, Thanh Quy Thanh, cái tên điểu già bất lương gác lương bội phận, vậy mà ta đã lầm tin theo biết bao lời ngọc châu qua gắm đồm thắm hương tình. Thanh ơi, mày biết nói những câu tha thiết êm đềm, mày biết gửi nguồn rung cảm chân thành qua nét nhạc đường. Mày từng ăn cháo với dưa, giải nhạc từng giờ đổi thuốc đi nuôi em. Mày từng khóc với tên Liên, mà sao đã vội đổi
nói mà con không tin. Rồi bây giờ con mới sáng mắt ra, con mới hết chê bác sĩ quan là cận thị. Theo ý ba nha, miếng nó có chức phận tiền bạc là được rồi, nuôi cũng không sao mà. Ba ơi, tại ba không hiểu được nỗi hận lòng đang chất chồng trong tâm khảm của một đứa con đau khổ vì yêu. Ba không tìm thấy được nguồn rung cảm thấm thiết qua cánh đời cơ cực của Thanh. Con đã yêu Thanh từ khi chạy giặt, mà Thanh đã đem can trường ra bảo bọc với đời con. Nhưng thôi, cái tên Thanh kia đã là cái tên phản bội, thì con còn tiếc rẻ làm chi. Một tình yêu như ảo ảnh đã biến tan theo luồng gió lạnh thoáng qua ngày hôm. Phải cương quyết như vậy mới được chứ. Nè, đeo lại chiếc nhẫn đi rồi ra xe, để anh Quang con nó trông. Lời ca ngày ấy trên sông cùng sóng nước, nhạc yêu đương reo lên câu môi yêu đầu ngất ngây lòng. Cô Hồng hát hay quá, đúng quá. Anh Thanh ngạo Hồng chứ đúng gì nè. Anh lại đi chỉ Hồng lại câu này coi. Coi coi, tôi không thấy đường đi mà cô lôi kéo gì rồi té làm sao? Thì anh bệnh, mắt anh không thấy đường đi, nên Hồng mới giận chứ, làm bộ hoài. Kìa cô Hồng, cô đứng đắn một chút, kẻo anh Thái hiểu lầm tôi. Đứng đắn? Anh là một thằng mù, không tiền chạy thuốc. Được cậu Thái và tôi đem về nuôi mấy tháng nay, không biết ơn mà đã dở hơi phản bội rồi. Sao tôi phản bội à? Đáng lẽ tôi và Thái đã mời anh ra khỏi nhà này từ lâu. Nhưng vì cô còn cần giữ tôi ở lại để chỉ dạy thêm cho cô thật rành nghề, rồi mới đuổi tôi đi ra khỏi nhà này. Phải cầm giữ chi một thằng mù khốn nạn. Tôi tưởng anh nên giữ lễ độ với tôi, kẻ có mấy nhà để cho anh nương dựa. Nếu không thì anh ở gầm cầu xó chợ làm gì nó cơm mắm máu mỹ vị cao lương. Phải tuy tôi là kẻ ăn nhờ ở đậu, nhưng tôi vẫn thấy không tổn thương đến danh dự. Vì tôi không phải là kẻ ăn không ngồi rỗi, mà tôi đã hết lòng mà chỉ dạy cho cô. Đó là anh Thái muốn giúp đi bạn nghèo, còn người tôi thì cũng cảm ơn tại anh. Vì thế nên tôi bày tỏ tâm tình. Thôi xin cô đừng nói đến chuyện riêng tư. Dạ chào cô Hồng. Đi đâu đi cho khuất mắt đi. Chị Hồng, chị làm gì giận dữ chị? Có khách tới kìa chị. Tôi đã đuổi nó đi rồi. Thôi có khách tới kìa chị à. Dạ, dạ kính chào ông. Dạ đây là ông bá hộ Khánh đó chị. Dạ bông rùa cô à. Helen Hồng, chị của tôi đó bác à. Dạ bông rùa cô Hồng à. Dạ mời bác uống whisky bác. Mời cô uống với tôi cho vui. Kìa, cô Hồng mới đây đâu mất rồi. Dạ chị mới lên lầu rồi bác. Cô Hồng ơi. Ủa, cái đàn nghe bài nhạc gì ai bỏ dưới đất đây? Dạ, của thằng Thanh nó để đó đà. Mà mặc kệ nó bác, cứ việc vui gì cứ bác nhậu thêm đi bác à. Cậu Thái tử tế quá. Bây giờ phải con Liên tôi nó không kẹt cái vụ bác sĩ quan thì tôi đã gả nó cho cậu rồi. Ngày ấy trên sông cùng sóng nhạc yêu đương reo lên câu môi yêu đầu ngất ngây lòng.
kìa thầy thấy tiếng có ai hát bài gì chi? Dạ của chị Hồng Cháu đó bác à. Hát bản gì sao mà thật hay, em như tiếng sâu tự cõi thiên thầy. Nó bảo là quyền diệu nó đặc biệt hơn biết kỳ. Sao tôi hưng quá, thầy cho tôi ly nữa và muốn nghe ít bản tuyệt vời. Dạ, bác cứ vui đi, rồi chị cháu sẽ hát hoài, dầu bác muốn điều gì cháu cũng vâng lời chiều bác luôn luôn. Thiệt hả không? Dạ, chị cháu trẻ trung và vui vẻ yêu đời cũng mến bác lắm rồi. Hay bác lên lầu nghe chị hát cho vui. Lên lầu, lên lầu. Đem luôn cây đàn và bản nhạc này cho cô hát nghe chơi. Thôi, cây đàn bẩn thỉu, bản nhạc hôi tanh, đừng đem nó gần tôi. Quăng đi. Trời, thì cô hát cái bản nhạc ruột của cô đi. Hát bản gì bây giờ? Thì các người hãy đàn hát lên đi với bài ca muôn điệu như dạng lối quanh co nơi lòng dạ của con. Những trận cười ác cả tiếng nói nghẹn ngào trong bóng tối dồn vào tim những dư vị đắng cay. Tại nó đói nó nghèo nó tanh hôi bị ổi thì đang gửi thân gầy trong hè phố tối tăm. Vậy mà nó cả gan hai phen bước đến cửa nhà vàng để cuối cùng bị ném ra ngoài bụi cát. Cái gì đó thầy Thái ơi, tôi sai lắm rồi. À Thanh, mày còn trở lại đây nữa hả mày? Mày trở làm gì mày? Hả? Phải, tôi trở lại đây để xin lấy cây đàn bẩn thỉu và góp nhặt những bản nhạc hôi tanh mới vừa bị dứt tung trên nền gạch giữa phòng này. Tôi sẽ mang nó đến một vùng ngoại ô nước đồng bùm lầy. Nơi đó chỉ có những mây la nối liền chen chúc sống mà tình người không đổi trắng thay đen. Mọi tiếng nói tri âm không bị bạc tiền làm dân đục, không có tường cao lầu đúc thì không có sự tị hèm của dinh nhục xen vô để tiêu diệt những linh hồn cô độc bơ vơ. Mày từng sống bám bên nhà Liên 6 tháng, nhà này 2 tháng, mày đã trả ơn bằng những hành động bất lương của mày. Rồi bây giờ mày còn chửi đổng để mày trả thù nữa hả mày? Hả? Trả thù, tôi trả thù ai khi miệng tôi bị khóa chặt từ lâu bằng một thứ khóa ân sâu nghĩa trọng. Và chìa khóa làm một cuộc đời bất hạnh bị sanh ra trong đói lạnh lang thang. Tôi trở lại đây không phải để cầu gian tình nghĩa cô hay giải bày khổ hận của lòng tôi, mà tôi muốn mang hết theo tôi những gì triều mến, dù nó chỉ là vật vô tri nhưng nó còn giữ được cho tôi đôi nét thanh cao và chân thật của tâm hồn. Trời ơi, mày nói nghe nhức đầu quá mày ơi. Thôi đàn mày đó, nhạc mày với gạch đó, lộn đi đi mày ơi. Hai anh muốn tìm nhạc phẩm ruột thì đó, anh cứ lấy đi rồi đi đi. Trời, tờ nhạc của tôi là một môi tơ dương dân bụi ban đầu, mà họ đã xe rách làm đôi, họ rẻ khinh hơn những tờ giấy lòng. Cho họ đâu có biết rằng tôi thức trắng mấy đêm thâu, rum máu đầu tay mới ghi thành nét nhạc. Đó là một công trình để tạo nên tiền bạc áo cơm. Hỏi trời cần có bao nhiêu nắng, sao bóng đêm dài cứ mãi phủ vắng. Ai làm cho đẹp thế gian mà đời của nghệ sĩ áo cơm không đầy. Thôi vĩnh biệt các người. Vĩnh biệt. Vĩnh biệt. Ôi trời ơi.
Em xuống. Trời ơi, chân diện mạnh quá ta. Ủa, kìa, anh Cao Cổ Cò. Bèn ơi, tôi tính qua Chánh Hưng kiếm anh đặt vài cái thịt đùi đấy nè. Vậy hả? Về gặp anh may quá à. Ê, ê, gian ra, đi về. Làm gì mà em cả gan vỗ dài vỗ dê với thằng bạn cao nhầm. Đã một phen mang tiếng với cậu Nga Thanh Đờn. Thằng này Nga đã tha sao không giữ thân. Anh em rất quen, mày chớ có ghen bậy bạ mít lòng mẹ bạn. Nhân lực của tao đã ra giới nghiêm. Ai biết nếu có giới nghiêm á. À, xin lỗi bạn. Thôi, bây giờ mày bán thịt đùi bao nhiêu một ký? À, giá thông cảm với mày đó, 60 đồng ký. 60 đồng? Trời ơi, heo lậu mà mày thông cảm tới 60 đồng. Thôi xin cứu đi. Ê, 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 gì kỳ vậy bạn? Hỏi ông đã giá bỏ đâu vậy bạn? Thôi chú mày ơi, để tao đi kêu một chiếc xích lô. Để chở chú mày đi vô trong bót mà bán thịt theo một ký 60 đồng. Nè, tao biết mày cạo heo lậu Hà Rầm. Mày là anh hùng xô một chủ chốt các cuộc nhảy dù khét tiếng ở bên Chánh Hưng. Không hồn bất quảnh buộc xăng thì tao bỏ cọc mua 5 ký đùi. Bằng không tao gọi xích lô xin mời thằng bạn đi vô trong nhà làng. Gì kỳ vậy bạn? Bè bạn với nhau mà nếu đuổi tao bán mắt cho mày, mày cứ tự do mày trả giá, thấy không? Chứ cái gì mà đặt đều nó bậy nó bạ cho tao. Anh em mà hả chi mày, thấy không? Đời mày chưa chắc thằng nào bền mày ơi. Ê, ai biểu mày bán mắt mày? Trời ơi, tao nói thiệt cho mày thương mà thông cảm cánh tình. Tại tao thấy mày là thằng bạn tốt, không có hẹp đi hoài với kẻ xa cơ. Cho nên tao nói thật chứ thật tình. Tao chỉ muốn có tiền gấp gấp nổi ngày nay, để tao đem cho thằng bạn nghèo nó đang đi mổ bắt ở nhà thương tư. Rồi ơi, nó là bạn học hồi xưa, khóc em nên mới bị mù mày ơi. Có tài mà phải nổi trôi, tình đời bạc đắng như dối ăn cầu. Phải bạn mày là cậu Thanh Đờn không? Đúng rồi. Ờ, vậy thì khỏi bớt quánh buộc xăng, tiền cọc đây nè. Merci bạn. Em Liên, người vợ hiền tương lai của anh, đến thăm anh vừa đúng lúc anh sắp mở bằng mắt cho một người bệnh mù mà từ lâu rồi không trị được. Ồ, nếu vậy thì ông bác sĩ của em thật hay và đáng thương, đáng vỗ tay. Lòng em càng mong mau ngày mai, ngày tác hợp nên chồng nên vợ, xây dựng gia đình trọn đời yên lành. Thưa bác sĩ, tôi đã mở bằng mắt cho bệnh nhân và bệnh nhân muốn ra ánh sáng. Được, để tôi. Cửa đã mở rồi, mời anh bước ra đây mà nhìn ánh sáng nhé. Kìa, bà bác sĩ. À, Thanh. Kìa, tại sao Thanh bàng hoàng và em Liên bỡ ngỡ? Trời ơi, tại sao tôi lại gặp Liên ở trong cảnh này? Coi chừng ông làm tên Liên và tên súng, hay là ông đã loạn trí rồi chăng? Bà ơi, không biết tôi có loạn trí cuồng điên chăng mà tôi vẫn giữ nơi tim bóng hình người bội phản đã cùng cha xô tôi ra ngoài mưa gió tơi bời. Tôi ngu suy nên tin họ bằng lời, tôi dại khờ nên tưởng rằng họ yêu tôi với tâm hồn trong trắng ngây thơ. Tôi sẽ đắp lầu qua như giả tràng xe cát, tôi ngây ngô dắt tim nặng óc viết bản nhạc tình. Ai bảo với tôi rằng nó êm đẹp mộng mơ như mùa hoa phượng nở. Hay vì cô gái ấy trẻ lòng non dạ nên mới bị một kẻ đê hèn họ lừa gạt tình yêu. Ai lừa gạt tình yêu, ai bội phàng,
Thưa bà, tôi tưởng rằng những sự thật đã xảy ra là bằng cớ hiển nhiên rồi. Và hôm nay tôi mới được sáng mắt ra để nhìn thấy tình đời họ không bao giờ có một tình yêu chân thật, mà chỉ có tấm địa phụ hòa phản ấn trong bộ mặt phấn son. Thế mà tôi đã trả giá sự dại khờ của tôi bằng cái chết chẳng toàn thấy của một đứa em trong nhà xác với bao đêm dài đổ dòng lệ hận, mà tôi phải hóa thành là một kẻ mù đuôi. Anh Thanh, tâm sự anh bi đát lắm, nhưng tôi khuyên anh đừng quá nặng lòng vì một cô gái bạc tình. Phải, tôi cũng không bao giờ muốn tìm khổ đau trong dĩ vãng, nhưng đột nhiên hình ảnh của bà đây làm cho tôi nhớ lại chuyện tình xưa. Anh ơi, tôi không hiểu tại sao người ta không chịu nói thẳng vào mặt tôi. Anh là một kẻ thiếu tiền tài không danh vọng, nên chẳng bao giờ cung phụng nổi một cuộc sống nhung lụa vàng son. Thà như vậy mà còn ít đau khổ cho tôi, hơn là để tôi cứ hoài công mơ ước đến khi chán trường sự thật thì mới thấy kẻ nói yêu tôi đã lao chân liền bên bước sang đò. Anh Thanh ơi, chính vì tôi mà giấc mộng yêu đương của anh đành tan vỡ. Và tôi có ngờ đâu những dòng chữ nơi bức tuyệt thơ là dòng máu lệ kẻ chung tình. Tôi là lương y hay là một loại vi trùng? Tôi là người xoa dịu nỗi thương đau của nhân thế hay kẻ tạo nên cảnh bất bình ngàn trái khổ đau? Anh Thanh ơi, tôi đâu có ngờ vừa trị cho anh lành bệnh xác thân thì cũng chính tôi đã làm cho anh đau lại vết thương lòng. Không, anh Quang, anh là người bạn tốt mà thủ phạm chính là Liên. Anh thương tôi, anh hãy trả tôi về với cảnh tôi đen. Nếu như không, tôi cũng cào xé cho đôi chồng rúm máu. Không, anh Thanh ơi, đừng vì quá chán chê nhân thế mà có ý nghĩ hoang mang. Tôi cũng biết dễ gì mà lãng quên một dĩ vãng buồn đau khổ lụy. Nhưng anh ơi, trái đất còn xoay thì thời gian không bao giờ đứng yên một chỗ. Cuộc đời là con đường dài hiểm trở đầy dây trong gai, còn chúng ta là những bánh xe lăn mãi mãi không ngừng. Vậy tôi khuyên anh nên gom hết càng trường và vượt qua đau khổ, nghiền nát những u buồn nằm dưới gót chân anh. Anh Quang, trọn đời tôi ghi nhớ mãi ơn anh, xin cầu chúc anh và Liên đẹp tươi duyên phận. Còn tôi bây giờ đây xin kêu biệt ra đi. Anh Thanh, anh đi đâu? Xin thưa bác sĩ Quang, nó đi theo thằng Cao đây. Kìa, anh Cao cổ cò. Đúng, anh Cao hồi đó cùng chúng ta và thằng Thái học chung với thầy giáo Bưng. Nhưng Thái đã hư hỏng quan đàn, mỗi người một nếp sống khác nhau. Phải, tôi thì tôi nghèo hơn hết, không có xe hơi, không có biệt thự. Nhưng chắc là tôi sẽ có một chỗ cho thằng Thanh Nương ngủ sau khi nó để chân ra khỏi mái hiên. Nó sẽ được yên thân trong xóm tôi xa kia xa nghèo. Tuy không có cao lương mỹ vị, nhưng cơm nhài hai bữa vẫn no. Khi vui bắt nó đờn ca, lúc đi buồn thì rượu nó thì đà giải khuây. Khỏi lo ai kém hơn, ai chuyện đời gắt bỏ ngoài tay không buồn.
tôi không ngờ trong bốn đứa học trò của thầy giáo Bừng còn lại được tấm lòng cao quý như anh Cao. Anh Quang, riêng phần anh thì tốt phước được làm bác sĩ, mà trong cuộc thí nghiệm đầu tiên anh khám phá ra một trò đời một nghịch cảnh của căn bệnh thâm niên. Người ta ai cũng ham tiền, người lo đủ sống kẻ tìm gì tham. Thằng Thanh thì nó vô ngã tâm, nền này phi kiều lòng đồng thất tình. Nhờ quang mắt nó mới đành, trắng đen đã thấy còn buồn nữa chi. Thanh ơi về với tao đi, tao đời sống khác tiếc gì ngày xưa. Thôi Thanh, mày cảm ơn bác sĩ đi, rồi đi theo tao. Dạ, xin từ giả bác sĩ. Dạ. Anh Quang, tôi không ngờ giờ tuyệt vọng nhất của tôi lại còn có hai người bạn tốt, Quang và Cao. Thôi xin cảm ơn anh và tạm biệt. Anh Quang, tại sao anh vẫn dành tình cảm cao nhất cho một người bạn xấu? Anh trọng nó hơn em sao? Bà đâu? Đã đi đâu với Thái và sẽ trở lại đây? Anh Quang, sao anh buồn và có vẻ lạnh nhạt với em? Tại anh thương Thanh, một người bạn nghèo đau khổ. Tại sao anh không nhìn thấy nét đau khổ của em, một người vợ sắp cưới của anh? Vì đau khổ của em bạc tiền khóa lắp được. Anh Quang, tại sao anh nỡ thốt ra câu nói đó? Anh khinh em, hay là anh chẳng tin em? Gửi trọn anh mối duyên ban đầu, hay là tại vì đâu anh vẫn giờ lúa ngại đau sầu? Không, anh vẫn thương em, vẫn mơ ngày nên duyên, nhưng không khỏi ưu phiền khi thấy một tâm hồn đảo điên. Nghĩa là vì Thanh gây nên nỗi bất kỳ bình, xin anh đừng quan tâm một bóng mây mờ qua kim. Em giữ một lời nguyện với người chồng em thương. Em Liên ơi, anh hiểu em thiết tha hy vọng, mong cùng anh để xây dựng gia đình, nên anh vẫn trọn tình với vợ hiền tương lai. Đúng, đúng lắm bác sĩ. Con là bác sĩ biết phân loại vi trùng thì cũng phải biết lựa bạn mà chơi. Thưa ba, với vi trùng độc con có kiến hiển vi, còn với người đời xấu hiểm thì con có đôi mắt xét đoán và khối óc thông minh, xin ba yên tâm. Đúng, á thiệt là ông bác sĩ Quang nói thật kỳ đúng, đang khen qua chừng. Ê thằng kia, sao mày dám vô đây mà nói xạo những câu hỗn hào? Dạ dạ, em là bạn học chung trường, ngồi chung một bàn chung lớp với thằng Quang. Thôi đừng có xạo, hãy đi ra ngoài. Dạ 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 dạ, xin lỗi, để em vô trong em lấy cái chắp nghèo mối căng của thằng Thanh. Có phải thằng nhạc sĩ mạt sắc sơ? Dạ tuy nó sơ sát nhưng không có ham tiền. Trời ơi mày, nó móc tao hả quý? Trời ơi trời. Dạ đâu phải cần câu móc. Bác sĩ Quang à, tại sao con có vẻ buồn? Bởi vì anh Thanh tới ở đây, rồi chính anh ấy làm buồn cho anh Quang. Nó nói cái gì? Nó nói sao vậy bác sĩ? À, chắc nó đặt điều nói xấu con Liên chứ gì? Dạ thưa ba, chỉ có Liên nói xấu Thanh, chứ Thanh không có nói xấu Liên. Anh Quang, sao anh cứ binh vực cho nó? Vì nó đáng thương. Thôi, bác sĩ lại ngồi đây, ba nói chuyện cho con nghe. Dạ xin lỗi ba, đã tới giờ hẹn, con xin phép ba con đi thăm bệnh. Con đi đây. Anh Quang, đầu đuôi gì cũng tại thằng Thanh khốn nạn hết mà. Ba, ba ơi con khổ lắm ba. Ba tức cái thằng Thanh, để ba đi kiếm bà né đầu nó mới được. Dạ xin lỗi ông, có thằng Cao cổ cò trở lại đây lần nữa xin hầu chuyện với ông. Cũng mày nữa. Ê, mày làm nghề gì mày? Dạ cỡ cái nghề đóng dấu heo bên Chánh Hưng được không? Đóng dấu heo? Quay quá ta. Không quay gì,
mà điều khi nói tới đây là được bác sĩ nhìn nhận và bắt tay tiếp đãi một cách đàng hoàng. Đàng hoàng, đàng hoàng mà lúc đó ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ vậy mà có gió mát mẻ còn hơn ngồi chém chệ giữa salon mà chủ nhà đi mất. Con nạn, con nạn. Chửi heo, thôi mà nóng chi bác. Rồi, phải chửi thì đi, mời bác nhận bức thơ đi. Thơ? Phải, thơ của bác sĩ Quang, vừa nhờ tôi trở lại trao cho bác đó. Thơ? Dạ. Thơ gì bác? Xin kiếu. Để bà đọc coi. Thưa ba, vì tình bạn thiêng liêng, con quá ngỡ ngàng về duyên nợ, nên con xin từ hôn với Liên. Trời! Chết ba rồi con ơi! Ba! Con! Ba ơi, anh Quang đã giết kỳ con, nên mới có lời cương quyết kỳ từ hôn. Sao bao đau khổ cứ nghĩ dập dồn chất nặng nơi tim. Ôi số kiếp trùng kiên. Cũng tại thằng Thanh bất lương khôn nạn, nên chồng con mới tủi nhục ngỡ ngàng, hai con phải lỡ làng. Ơ kìa, có chuyện nghe gì mà bác lại thở than? Cháu tìm thăm bác với cô Liên, thôi cùng cháu đi dạo mát một vòng, và xin gác bỏ chuyện u buồn. Thôi lỡ rồi con hơi nào tủi hận, cho héo mòn xác thân. Dạ xin mời bác với cô Liên ra xe. Thôi đi con. Dạ. Đi. Sau hai lần gái đổ tư tình, ta lại phải tác duyên cùng thái. Hơn một năm dài chăn vui, lạnh lửa hương không có chút tình yêu. Sự nghiệp đã tiêu điều tư tình hầu gái đổ. Ồ mình, làm gì mình than thở đó? 10.000 đâu, mình đã có cho tôi chưa? Anh Thái, vì anh mà sự nghiệp của ba tôi tiêu tan hết, mà anh nỡ nào còn bắt tôi phải kiếm cho anh 10.000? Tại sao anh không đòi 1 triệu? Thì nhiều lần 10.000 nó thành ra 1 triệu. Nghĩa là 10.000. Hãy bán tôi mà lấy tiền. Sợ nó mua không tới giá chứ. Khốn nạn. À, đánh heo, cứ đánh cứ chửi cho hả ngá lầm, rồi vô mở bóp lấy ra, xỉa tôi 10 ghim quyết không đòi thêm, không dành không phiền điều chi. Anh bữa nay muốn gì? Sao giờ hơi lạ kỳ? Tôi muốn tiền đủ số liền đây để có xây xài cho hết cái ngày nay. Sao không biết tôi đang cơn túng huy, anh lại hỏi tiền lôi thôi hả? Xe tôi hết xăng trong lưng trống không kẹt, không tiền chơi rong. Anh xem rẻ nghĩa rộng tình sâu, nên không nghĩ đến vợ sầu đau. Chuyện tơ tóc đến suốt kiếp để hẹn về sau, giờ đây 10 ghim liền tay. Anh giết tôi bây giờ, tôi thiệt tha mong chờ cho được bình yên. Kìa, có gì mà hai vợ chồng con cãi lộn vậy? Ba, ba ơi con khổ lắm ba. Sao vậy con Thái? Tại con khủng hoảng tinh thần vì làm ăn thất bại đó ba. Nè, ba mới bán xong 500 mẫu ruộng cho con làm vốn rồi đây. Ngân phiếu đây con cất đi, rồi thuận vợ thuận chồng gầy dẫn lại. Dạ cảm ơn bà quá. Để con sửa soạn lãnh tiền và lo công việc ngay. Trời ơi ba, ba ơi, tại sao ba lại trao cho Thái cả sự nghiệp cuối cùng là của hương quả để phượng thờ? Ba làm kẻ gạt lường, không chút tình thương con. Cả gia sản tiêu tan cũng về tại Thái đắm tâm mưu chiếm đoạt. Với hồng ba vẫn còn tin theo. Thôi con ơi, tại quá khổ đau con mới nghi ngờ, chứ không lẽ quán thù mà hại mình hay sao? Dù sao là chồng với vợ con, đừng giận đừng hận. Thôi mình đi xuống ngân hàng lãnh tiền dùm nghe ông cưng. Tấm ngân phiếu này là sự nghiệp cuối cùng của ông đó phải không anh? Trời, quả thật chúng nó đang lả lời âu yếm với nhau trên lầu. Vậy mà ba cứ tin rằng chúng nó là chị em cô cậu. Không, Thái, không,
tao sẽ giết lũ bay. Thôi ba ơi, ba giết người càng mang thêm tù tôi, mà cha con ta cũng không làm sao thoát khỏi cánh cơ. Chiếc sống nữa làm gì khi đã tiêu tan cả sang nghiệp rồi con à. Ba ơi, con xin ba đừng lo, con còn một số tiền nhỏ mọn, đây là ký vật tình yêu mà con đã đổi lấy được 10.000. Trời, con đã bán chiếc nhẫn hột xoàn 10.000 à? Phải. Con vừa cầm bán đi chiếc kỳ nhẫn hộp xoàn, chiếc nhẫn mà con đã trao cho Thanh ngài cô. Và Thanh đã âm thầm gửi trả lại cho con. Hạt ngọc chiếu long lanh hai hình ảnh, mà mỗi tơ đầu đã kết đồng chữ yêu. Con bán nó đi là để tiêu diệt nơi lòng mình một má đường tơ dương ấy dẫn buổi ban đầu. Không, ba không thể để nô sống. Giao đâu? Giao đâu? Thầy Hồng! Trời ơi, ba! Ba! Ba đã té thân lòng, ba đã tắt thở. Ba! Ba! Thôi mình đi luôn nghe ông Hồng. Thầy Hồng, ba tao chết, giao bàn này tao giết hết lũ bay. Thầy! À, trời ơi! Thanh, cái thằng thợ sân cầu của tao ơi, ghé nhà hàng vợ chồng thằng Sồi nhậu thêm mách nữa, nghe âm nhạc cải cách rồi về. Nào, thưa quý khách, để mở đầu dạ hội chúng tôi hân hạnh giới thiệu nhạc phẩm Tâm Tình của nhạc sĩ Quy Thanh. Hoan nghênh, hoan nghênh. Dẹp, dẹp, tụi bay không được đem tâm sự của tao mà mua bán. Dẹp hết. Đứa nào ngang quá đánh nó bể đầu cho tao bay. Đánh bể mặt. Ôi. Rồi, lỗ đầu hết rồi. Kìa, anh Thanh, cậu Thái. Té ra hai ông nội xe rượu lại gặp nhau. Nó đâu rồi? Tao đây nè. À, thằng Thanh. Ủa Thái. Cũng mày nữa. Cũng mày. Tao không ngờ mày còn sống à. Tao không ngờ mày còn sống. Mày là cái thằng sai. Mày là cái thằng không tính. Ê, tại sao mày cười Thanh? Tao cười vì tao với mày là hai kẻ thù, hai con cọp điên, mà cũng có thể là hai cái thằng bạn tương tri tương đắc với tương đồng. Sau một trận bão giông rừng thiên sờ sát la, ta với mày đánh nhau cũng không có điều gì là lạ. Vì cái dòng tròn của chai rượu đê chẳng có bao xa. Rồi đến khi đổ máu thì cũng hai đứa mình ta lại gặp ta. Vậy còn thù quan nhau chi cho chuyện đời thêm một kẻ thứ ba. Phải rồi. Hãy bắt tay đi rồi tụi mình uống rượu cho say. Kìa, sao tụi bay lại uống rượu mà không hát ca lên mối tơ đầu năm xưa. Kìa, Liên đã điên rồi. Ai nói tao điên hay lũ mày đã điên? Liên ơi, anh là thay, em có biết hay chăng? Không, tên bất lương khốn nạn nó đã bị tao đâm rồi, họ nói tao điên loạn.
hối hận những lỗi nghe lầm mà ngày xưa anh đã làm. Nếu là mày thì chết nữa với Tào Thái. Không, đã qua cơn mưa gió hay hùng lưng nên bôi xóa oán hờn, vì cuộc đời đã thay đổi nhân tâm. Thằng kia, mày là ai mà không cho tao giết Thái? Kìa, sao mày bỏ chạy vô nhà? Người chạy vô nhà đó là Thanh, còn anh là Thái nè em. Liên, Liên nên tỉnh trí mà tha thứ cho anh nghe không Liên? Không, mày gian ra, để tao chạy theo người mà nó thương tao hơn hết. Nó là người bị cha tao đuổi đi vào một buổi chiều tràn vô loạn. Rồi vì cảnh đời khốn nạn nên nó muốn kéo lệ thề một kiếp sống đuôi một. Còn thương cây nhớ cội, người xa người tội lắm mày ơi. Thà rằng không gặp nó thì thôi, gặp nhau mỗi đứa một nơi tao cũng buồn. Liên, Liên hãy bình tâm, tôi không ngờ Liên điên loạn như thế này. Mày đừng nói bậy mày, tại tao không muốn tỉnh, chứ đâu còn phải là tao điên. Hồi đó tao điên nên tao xô với Thanh bé mà tao cười. Chắc tại tao ở bạc như dối nên mới thấu đến ông trời. Ông mới cho tao gặp một thằng chồng mắt không mình gấu tướng cộp lưng béo. Thôi mày gian ra đi, để tao tìm Thanh đặng tao có năng nỉ ý ôi. Chàng ngôi giận tiếp đi làm chi, tiếp là có mấy ngụy phòng kia đối lòng. Gian ra, mày gian ra đi để cho tao đi tìm người mà tao thương mến. Gian ra đi, gian ra. Liên, Liên ơi, chỉ vì tôi mà Liên điên loạn. Chỉ vì tôi gây mau lệ thế lương, sau cơn giông bão tan thương tôi là kẻ chịu hoàn toàn trách nhiệm mà Liên. Ông có phải là Thái chăng? Phải chính tôi thầy. Chúng tôi là cảnh sát, được lệnh đưa ông về bót về tội buôn lậu và săn đoạt. Ai tố cáo tôi vậy? Bác sĩ Quang. Trời. Và đồng lõa của ông là cô Hồng đã tự thú với tôi rồi, xin mời ông theo tôi. Rồi đời một thằng chồng bất lương, còn một thằng nữa đâu rồi? Đây, tôi là thằng Thanh bất lương mà Liên đang muốn gặp. Thanh? Ngày ấy tôi là một thằng đần ở đâu, giờ đây tôi là một tên thợ sân cầu. Tàn một cuộc bể dâu, ai khanh tương tôi vẫn là cát bụi. Anh Thanh ơi, em không còn muốn sống. Thì bà ơi, chính tôi cũng muốn lao thân vào hố sâu quyệt thẳm hang cùng, để tìm một cái chết cô đơn hiu quạnh lạnh lùng. Chết không cần ai hay ai biết, chết âm mà thầm trong hẻm phố giữa trời khuya. Liên ơi, đó là nguyện vọng của tên Thanh, một cái tên mà số đời đã gạt ra ngoài vòng sinh tử. Thì tôi đâu có màng gì đến chuyện tử sinh. Anh ơi, em muốn nghe anh nói gì đâu ngày ấy phủ tình. Vì đâu ngày ấy tôi không còn nhớ rõ nó ra sao, nhưng tôi chỉ biết rằng khi có một bàn tay bôi xóa mộng tình xuân,
thì đời tôi bóng đen tràn ngập trùm phủ cả tương lai. Và từ đó tôi qua thành một thằng thô lỗ, say sưa đạp đổ hết những gì thơ mộng. Rồi cứ mỗi ngày hai buổi tay xách thùng sân, đi qua đi lại không biết mấy nhịp cầu của thiên hạ, mà tôi hổ cho đời tôi đã bị một bàn tay đoạn gãy nhịp cầu tình. Đây, tôi còn giữ cái não thơ của ông Khanh, bắt tôi phải viết theo để đoạn dứt tình liên. Trời ơi, tất cả cũng chỉ tại ba em. Anh Thanh, xin anh hãy thứ tha cho linh hồn người đã chết. Mỗi